Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua diễn biến hết sức phức tạp. Theo thống kê, tỷ lệ ca F0 mới trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng, chiếm 53% so với tổng số ca mắc. Trong khi đó, tỷ lệ F0 trong khu phong tỏa chiếm 41%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết thêm, trước đây tỷ lệ F0 trong các khu phong tỏa chiếm khoảng 80%. Những ngày gần đây, xu hướng ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng ngày càng cao. Cụ thể hôm nay có 3.342 ca, số ca cộng đồng chiếm 53%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng tốc độ tiêm vaccine, hạ quyết tâm chống dịch, tranh thủ từng giờ, từng phút để thành phố sớm quay lại trạng thái bình thường mới. Ông cũng đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết trên từng tổ dân phố, phường xã, đặc biệt cần chủ động thống kê đầy đủ người dân gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ, không được bỏ sót ai. Bên cạnh đó, người đứng đầu thành phố cũng nhấn mạnh trong 30 ngày tới các quận huyện phải triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch, trong đó quan trọng nhất là thực hiện chặt việc giãn cách, cách ly triệt để nhà với nhà trong khu phong tỏa, không để ép không ra khỏi nhà, không để tình trạng bệnh nhân nguy kịch không được bệnh viện tiếp nhận. Bệnh viện từ nào từ chối bệnh nhân thì lập biên bản, đề nghị Bộ Y tế rút giấy phép.